Hello, xin chào toàn thể anh em nha. Hôm nay có một con máy cưa xích Nhật bãi về nguyên zin luôn. Con này đặc biệt là có cái lam đầu nhọn luôn nhé. Máy rất đẹp, làm bạc tin. Máy như mới luôn. Con này là hàng bãi về chưa rửa luôn nhé. Tí em sẽ cho nổ cho anh em luôn. Đấy, bồ này nguyên sơn luôn. Này hàng lựa nha các bác. Đó, chén cồn chưa vết chảy mòn luôn. Máy rất mới, hộp làm Realme ES2500V nhé. Bác nào chốt cây này thì liên hệ qua số điện thoại 0345052. Hơi căng đét luôn nhé. Rồi, xin kết thúc video tại đây nha anh em.